niềm tin sáng mãi. Quý vị thân mến, Duyên Tuyên và Hương Trinh rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Niềm tin sáng mãi của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhạc sĩ quen thuộc của chương trình, đó chính là nhạc sĩ Bảo Bàn, cùng với hai sáng tác mới của mình. Đó sẽ là những ca khúc nào thì chắc chắn là tiết mục đầu tiên Hương Trinh đang rất muốn nóng lòng giới thiệu với tất cả quý vị. Tiết mục rất quen thuộc âm nhạc và sẽ chia quý vị nhé. Âm nhạc và sẻ chia. Âm nhạc và sẻ chia. Xin chào nhạc sĩ Bảo Bàn. Xin chào anh Isantin và Hương Trinh. Dạ. Không biết cảm xúc của nhạc sĩ như thế nào khi trở lại một năm với chương trình. Thì cảm xúc cũng cảm thấy bình thường. Tại vì lần đầu cũng quen rồi. Em đây là lần đầu tiên em thấy là chia sẻ cảm xúc, mình thấy cảm xúc bình thường. Có nghĩa là như là trở lại với một ngôi nhà thân quen. Và với hai ca khúc tham gia chương trình ngày hôm nay, đầu tiên sẽ là một sáng tác Nhớ Mãi Lời Dạy của Bác. Nhạc sĩ đã viết bài hát này từ cảm xúc như thế nào? Bài hát này viết cách đây khoảng 2 tháng. Thì cũng là một bài hát rất mới. Và các khúc này để dự thi cho chương trình Liên hoan phim truyền hình toàn quốc cho năm nay. Thì các khúc này đang quay hình. Ngày 8 Tây là quay ca khúc này. Đài truyền hình VTV quay. VTV quay. Bài hát này lấy cảm xúc từ cái cuộc thi đó. Nhưng mà nội dung sẽ như thế nào? Nội dung thì nói về những lời mà bác đã dặn dò. Thực ra thì đây cũng là lần đầu tiên sáng tác về ca khúc về bác, nên cũng nhiều thứ mà cũng chưa hiểu biết nhiều lắm. Nên phải nghiên cứu thơ văn rất nhiều về bác. Biết từ cảm xúc của mình thôi đúng không? Và với bài hát này thì bạn đã dùng cái âm nhạc như thế nào? Ca khúc này thì ở bàn sử dụng với cái âm nhạc vui vẻ. Thì để cho khi mà ca sĩ hát á, thì có cảm xúc diễn tả được những hình ảnh mà bác với cái gương mặt tươi cười là gửi đến những lời dạy quý giá của bác Hồ đối với con cháu chúng ta. Những lời dạy rất gần gũi, nhẹ nhàng. Có gì đó cũng rất là vui tươi thôi, chứ không có gì nghiêm khắc. Rất là cảm ơn bạn với những chia sẻ rất chân tình về bài hát. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này với tiếng hát của nhóm Khát Vọng Xanh. Đến tháng năm nhớ bác, cây phượng hồng thắm tươi ngoài sân. Hè về xôn tiếng ve ngân vang, từng đàn chim bay khắp trời cao. Bay khắp trời cao. Chào mùa sáng thu đồ ấm áp, nắng Ba Đình tô thắm cờ bay. Người cho con biết bao ước mơ, ân tình bác từng giờ đắm sâu. Còn nhớ mãi những lời dạy của bác, non sông Việt Nam xin hãy giữ gìn. Cùng chung tay giữ xây tổ quốc, đồng lạc tự do quyết không xa rời. Đảng Cộng sản có bác Hồ dẫn lối, một niềm tin lòng dân vững bền. Và ai ơi hãy nhớ đừng quên, lời dạy của bác khắc ghi muôn đời. Thank you.
hè đến tháng năm nhớ bác, cây phượng hồng thắm tươi ngoài sân, hè về dồn tiếng ve ngân vang, từng đàn chim bay khắp trời cao. Chào buổi sáng thu đồ ấm áp, nắng Ba Đình tô thắm cờ bay, người cho con biết bao ước mơ, ân tình bác từng giờ đắm sâu. Còn nhớ mãi những lời dạy của bác, non sông Việt Nam xin hãy giữ gìn, cùng chung tay giữ say tổ quốc, độc lập tự do quyết không xa rời. Đàn cộng sản có Bác Hồ dẫn lối, một niềm tin lòng dân vững bền, và ai ơi hãy nhớ đừng quên lời dạy của bác khắc ghi muôn đời. Còn nhớ mãi những lời dạy của bác, non sông Việt Nam xin hãy giữ gìn, cùng chung tay giữ say tổ quốc, động lạc tự do quyết không xa rời. Đảng cộng sản có Bác Hồ dẫn lối, một niềm tin lòng dân vững bền, và ai ơi hãy nhớ đừng quên lời dạy của bác khắc ghi muôn đời. Và ai ơi hãy nhớ đừng quên lời dạy của bác khắc ghi muôn đời. Quý vị thân mến, vừa rồi là ca khúc Nhớ Mãi Lời Dạy Của Bác, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Bàng cùng với tiếng hát của nhóm Khát Vọng Xanh. Và sau đây sẽ là ca khúc thứ hai, ca khúc Bức Tranh Đồng Quê. Với Bức Tranh Đồng Quê này, không biết là nhạc sĩ Bảo Bàng viết về quê hương nào ạ? Với ca khúc này thì Bảo Bàng viết về quê hương Việt Nam chúng ta. Tại vì Bảo Bàng đã đi rất nhiều nơi ở khắp đất nước này. Miền Tây thì nhiều nhất, còn miền Bắc thì cũng lai rai thôi, nhưng mà cũng trên mạng cũng chia sẻ những hình ảnh đẹp của miền Bắc như là Hà Nội, Hà Bình, Hà Long, có hang Sơn Đòn. Thực ra là đất nước ta có những cảnh thật sự rất là đẹp, rất quý, và chỉ mong rằng chúng ta cố gắng giữ gìn những nét đẹp đó mãi mãi. Chính vì vậy mà Bảo Bàng có những cảm xúc để viết ca khúc Bức Tranh Đồng Quê này. Trong cái Bức Tranh Đồng Quê thì Bảo Bàng có diễn tả về một phụ nữ Việt Nam. Thực ra phụ nữ Việt Nam khi mà mặc áo dài lên thật sự rất đẹp. Thì cũng tô điểm lên giữa Bức Tranh Đồng Quê đó có một người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài. Ca khúc này cũng do ca sĩ Mạnh Hồng Nhi hát ca khúc này, thì cũng là một người là mặc áo dài rất đẹp. Với chất liệu âm nhạc dân ca thì bạn đã dùng dân ca của vùng nào hay là dân ca nói chung của Việt Nam? Tại vì Bảo Bàng ở miền Nam nên thường thì nghe những ca khúc dân ca miền Tây nhiều hơn. Nên dùng thể loại dân ca miền Tây để làm chất liệu đậm đà hơn trong ca khúc này, đúng không? Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến ngay với ca khúc Bức Tranh Đồng Quê, một sáng tác của Trình Bảo Bàng. Ai tình người đồng lúa xanh,
mảnh đất quê hương cha ông để lại cho đời. Mảnh đất vì nhiều cây lúa trĩu bông nặng hàng, cây trái đầy vườn chim chóng bay lượn trời xa. Đồng lúa xanh, đồng lúa xanh em ấm tiếng hò, đàn trẻ thơ đang chạy nhảy tung tăng. Mảnh đất quê hương thân yêu thiết tha yên bình, nhìn lá trụ cao hoa lá sáng xuân muôn màu. Em gái tươi cười mặc áo bà ba đang yêu, đi giữa con đường màu xanh bứng tranh đồng quê. Sông phù sa có con đường đận đâu thân quen, có đàn gà sáng sớm tìm ăn, một bầy vịt bắt cá giữa mương đồng. Quê hương tôi có cánh chim cò bay, có cánh diều bay trên trời cao, một hàng dừa ngậm nắm bờ ao, một làng quê thân ái tình người. Đồng lúa xanh, đồng lúa xanh em mong mẹ đất quê hương cha ông để lại cho đời. Mảnh đất vì nhiều cây lúa trĩu bông nặng hàng, cây trái đầy vườn chim chóng bay lượn trời xanh. Đồng lúa xanh em mang tiếng hò, đàn trẻ thơ đang chạy nhảy tung tăng. Mảnh đất quê hương thân lá trụ cao hoa lá sắc xuân muôn màu. Em gái tươi cười mặc áo bà ba đang yêu, đi giữa con đường màu xanh bứng tranh đồng quê. Em gái tươi cười mặc áo bà ba đang yêu, đi giữa con đường màu xanh bứng tranh đồng quê. Quý vị thân mến, vừa rồi là hai sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Bảo Bang trong chương trình ngày hôm nay. Và sau đây sẽ là tiết mục tiếp theo của chương trình. Góc cảm nhận âm nhạc quý vị nhé. Góc cảm nhận âm nhạc. Nhớ mãi lời dạy của Bác là ca khúc mà nhạc sĩ Bảo Bàng nhận lời mời sáng tác cho Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2018 do VTV thực hiện. Đây là một thử thách khá khó khăn đối với nhạc sĩ trẻ, bởi chủ đề về Bác là một chủ đề rất khó, đã có rất nhiều sáng tác hay viết về người đã ra đời. Tuy nhiên, chính sức trẻ, chính tinh thần rất thoải mái khi nghĩ về Bác, nghĩ đến những lời dạy rất nhẹ nhàng mà ý nghĩa sâu sắc của Bác, nhạc sĩ Bảo Bàng đã kết nên những giai điệu âm nhạc từ nét âm nhạc quê hương nhẹ nhàng vui tươi, thể hiện tình cảm yêu thương của mình.
những lời dạy rất gần gũi yêu thương, hòa nhịp cùng với những giai điệu gần gũi, vui tươi đã giúp cho nhớ mãi lời dạy của bác cứ thế nhẹ nhàng cuốn hút vào chính giới trẻ. Đây là món quà thân thương ý nghĩa mà nhạc sĩ Bảo Bàng dành tặng cho bác Hồ kính yêu. Và sau đây mời quý vị cùng đến với ca khúc Nhớ mãi lời dạy của bác, một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Bảo Bàng cùng với tiếng hát của nhóm Khát Vọng Xanh. Đến tháng năm nhớ bác, cây phượng hồng thắm tươi ngoài sân. Hè về rộn tiếng ve ngân vang, từng đàn chim bay khắp trời cao. Bay khắp trời cao. Chào mùa sáng thu đô ấm áp, nắng Ba Đình tô thắm cờ bay. Người cho con biết bao ước mơ, ân tình bác từng giờ đắm sâu. Dạy của bác, non sông Việt Nam xin hãy giữ gìn, cùng chung tay giữ xây tổ quốc, độc lập tự do quyết không xa rời. Đảng cộng sản có bác Hồ dẫn lối, một niềm tin lòng dân vững bền, và ai ơi hãy nhớ đừng quên lời dạy của bác khắc ghi muôn đời. Thắm tươi ngoài sân, hè về rộn tiếng ve ngân vang, từng đàn chim bay khắp trời cao. Chào buổi sáng thu đô ấm áp, nắng Ba Đình tô thắm cờ bay. Người cho con biết bao ước mơ, ân tình bác từng giờ đắm sâu. Việt Nam xin hãy giữ gìn, cùng chung tay giữ xây tổ quốc, độc lập tự do quyết không xa rời. Đàn cộng sản có bát Hồ dẫn lối, một niềm tin lòng dân vững bền, và ai ơi hãy nhớ đừng quên lời dạy của bác khắc ghi muôn đời. Dạy của bác, non sông Việt Nam xin hãy giữ gìn, cùng chung tay giữ xây tổ quốc, độc lập tự do quyết không xa rời. Đảng cộng sản có bác Hồ dẫn lối, một niềm tin lòng dân vững bền, và ai ơi hãy nhớ đừng quên lời dạy của bác khắc ghi muôn đời. Và ai ơi hãy nhớ đừng quên lời dạy của bác khắc ghi muôn đời. Và ai ơi hãy nhớ đừng quên lời dạy của bác khắc ghi muôn đời. Bức tranh đồng quê là hình ảnh rất đổi thân thương của quê hương Việt Nam tươi đẹp. Cụ thể đó chính là quê hương Nam Bộ, nơi gắn bó với nhạc sĩ trẻ Bảo Bàng từ thuở ấu thơ đến trưởng thành. Đó là hình ảnh bình dị của cỏ cây, hoa lá, của dòng sông chở nặng phù sa, của những con đường đất, cánh đồng làng nên thơ, và cả hình ảnh của cô gái Việt Nam trong bộ áo bà ba đậm đà hương vị quê hương. Nhạc sĩ Bảo Bàng chắp cánh cho ca khúc bằng những giai điệu ngọt ngào và đậm đà âm hưởng dân gian Nam Bộ.
cùng lắng nghe cảm nhận của nhạc sĩ Bảo Bàng về quê hương Nam Bộ thân yêu của mình. Và sau đây mời quý vị cùng đến với một sáng tác mà nhạc sĩ Bảo Bàng đã dành tặng cho quê hương Nam Bộ thân yêu, ca khúc Bức tranh đồng quê cùng với tiếng hát của ca sĩ Mạnh Hồng Nhi. Mời quý vị cùng thưởng thức. Sông phù sa có con đường đận đó thân quen, có đàn gà sẵn sớm tìm ăn, một bầy vịt bắt cá giữa mương đồng. Quê hương tôi có cánh chim cò bay, có cánh diều bay trên trời cao, một hàng diều ngẩn nắm bờ ao, một làng quê thân ái tình. Mảnh đất vì nhiều cây lúa chiếu bóng nắng hàng, cây trái đầy vườn chim chóng bay lượn trời xanh. Đồng lúa xanh em ấm tiếng hò, đàn trẻ thơ đang chạy nhảy tung tăng. Mảnh đất quê hương thầm yêu thiết tha yên bình, nhìn lá trụ được những chia sẻ của anh về hai ca khúc này thì thật sự là Hương Trinh cũng như Giang Tuyên và thính giả của chương trình cũng muốn nghe rất là nhiều, nhưng mà vì thời lượng của chương trình cũng đã sắp hết rồi, trước khi chia tay với chương trình thì anh có thể gửi một lời chúc, một lời nhắn nhủ gì đó đến với thính giả của chương trình Niềm Tin Sáng Mãi ạ. Xin cảm ơn Hương Trinh. Dạ. Thì trước khi kết thúc chương trình thì bà bạn xin gửi đến cho tất cả quý khán giả sức khỏe luôn dồi dào, và mong rằng là quý khán giả
ủng hộ những ca khúc của bạn nhiều hơn. Yeah. Đặc biệt là hai ca khúc trong chương trình ngày hôm nay, Nhớ Mãi Lời Dạy của Bác và Bức Tranh Đồng Quê. Yeah. Các bạn thân mến, những giai điệu âm nhạc của nhạc sĩ Bảo Bàng trong chương trình Niềm Tin Sáng Mãi hôm nay cũng đã khép lại. Biên tập viên Y Dương Tuyên dẫn chương trình Y Dương Tuyên Hương Trinh cùng với nhân vật khách mời đó chính là nhạc sĩ Bảo Bàng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo nhé. Sông phù sa có con đường đận đó thân quen, có đàn gà sáng sớm tìm ăn, một bầy vịt bắt cá giữa mương đồng. Quê hương tôi có cánh chim cò bay, có cánh diều bay trên trời cao, một hàng dừa ngẩn nắm bờ ao, một làng quê thân ái tình. Mảnh đất vì nhiều cây lúa chéo bông nằm hàng, cây trái đầy vườn chim chóng bay lượn trời xanh. Đồng lúa xanh em mong tiếng hò, đàn trẻ thơ đang chạy nhảy tung tăng. Mảnh đất quê hương thân yêu thiết tha yên bình, nhìn lá trụ sáng sớm tìm ăn, một bầy vịt bắt cá giữa mương đồng. Quê hương tôi có cánh chim cò bay, có cánh diều bay trên trời cao, một hàng dừa ngẩn nắm bờ ao, một làng quê thân ái tình người. Đồng lúa xanh em mong mẹ già, từng bước chân cha cày cấy núi đất quê hương cha ông để lại cho đời. Mảnh đất vì nhiều cây lúa chéo bông nặng hàng, cây trái đầy vườn chim chóng bay lượn trời xanh. Đồng lúa xanh em mang tiếng hò, đàn trẻ thơ đang chạy nhảy tung tăng. Mảnh đất quê hương thân yêu thiết tha yên bình, nhìn lá trôi.